Thưa quý vị, để giúp người dân có thể kê khai các thủ tục xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế bị hỏng, mất, bảo hiểm xã hội cá nhân dù ngồi ở nhà hoặc nơi làm việc, Bảo hiểm xã hội đã thiết kế clip đồ họa chuyển động hướng dẫn về thủ tục này. Mời quý vị cùng theo dõi. Bạn sẽ làm gì khi thẻ bảo hiểm y tế bị hỏng hay mất? Lo lắng chạy đến cơ quan bảo hiểm xã hội để làm thủ tục xin cấp lại ư? Không cần đâu, vì giờ đây hệ thống Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã được liên thông với Cổng Dịch vụ Công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, được thực hiện cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng, mất trở nên thật đơn giản và nhanh chóng, chỉ với các thiết bị có kết nối Internet. Và đây là hướng dẫn cụ thể cho các bạn. Đầu tiên, chúng ta sẽ cần đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Sau khi truy cập địa chỉ dịchvucong.gov.vn. Nếu đã có tài khoản, chúng ta chọn mục đăng nhập. Còn nếu chưa có, hãy chọn mục đăng ký. Lựa chọn phương thức đăng ký là công dân. Tiếp theo, chọn logo bảo hiểm xã hội để đăng ký tài khoản. Tại giao diện này, chúng ta cần nhập các thông tin cần thiết như trên màn hình. Lưu ý, có thể lấy mã số bảo hiểm xã hội bằng cách lấy 10 số cuối của mã thẻ bảo hiểm y tế trên sổ bảo hiểm xã hội hoặc tra cứu trên cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại địa chỉ bảohiemxahoi.gov.vn. Bạn cần nhập chính xác số điện thoại của mình để hệ thống xác thực bằng cách gửi mã OTP. Sau khi bấm đăng ký, hệ thống sẽ gửi đến số điện thoại một mã OTP để điền vào. Hệ thống sẽ yêu cầu nhập mật khẩu để hoàn tất quá trình đăng ký một cách an toàn. Sau khi đã có tài khoản rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng, mất. Và tất nhiên là cũng rất dễ dàng, để chúng tôi chia sẻ với các bạn nhé. Trước tiên, bạn cần đăng nhập tài khoản của mình bằng cách nhập chứng minh thư hoặc căn cước công dân, mật khẩu và mã xác thực. Bấm đăng nhập. Hệ thống sẽ gửi đến số điện thoại đã đăng ký mã OTP để nhập vào. Bấm xác nhận. Lưu ý, trường hợp tài khoản trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia không đăng ký bằng hình thức bảo hiểm xã hội, hãy nhập thông tin về mã số bảo hiểm xã hội của bạn bằng cách bấm vào tên tài khoản của bạn và chọn thông tin cá nhân, chọn tiện ích, tiếp đến chọn bảo hiểm xã hội, rồi bấm cập nhật. Bạn điền thông tin về mã số bảo hiểm xã hội để hoàn tất. Để lấy mã số bảo hiểm xã hội, hãy xem lại hướng dẫn ở phần đăng ký. Sau khi cập nhật thông tin xong, chúng ta chọn Dịch vụ công trực tuyến ở trang chủ. Chọn cơ quan thực hiện là Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Rồi bấm tìm kiếm. Chọn cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Tiếp theo chọn danh sách dịch vụ công. Bấm chọn nộp trực tuyến ở dịch vụ công cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng, mất. Màn hình sẽ tự động chuyển sang giao diện Cổng Dịch vụ Công trực tuyến của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Các thông tin đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế sẽ tự động hiển thị. Tại phần địa chỉ nhận hồ sơ, chúng ta có thể lựa chọn một trong hai cách nhận thẻ bảo hiểm y tế sao cho thuận tiện với mình. Nếu lựa chọn cách nhận qua dịch vụ bưu chính, hãy điền đầy đủ và chính xác địa chỉ của mình để dịch vụ bưu chính có thể chuyển đến tận tay của bạn. Nhập mã kiểm tra và bấm xác nhận. Hệ thống sẽ gửi mã xác thực đến điện thoại của bạn để nhập vào. Bấm xác nhận để hoàn tất. Ngay khi cán bộ bảo hiểm xã hội thụ lý hồ sơ, bạn sẽ nhận được tin nhắn hẹn trả kết quả. Khi có kết quả, bạn cũng sẽ nhận được tin nhắn thông báo để có thể đến nhận thẻ bảo hiểm y tế hoặc chờ nhận chuyển phát nhanh. Chúng ta cũng có thể chủ động tra cứu tình hình xử lý hồ sơ ngay trên Cổng Dịch vụ Công trực tuyến của Bảo hiểm xã hội Việt Nam bằng cách bấm vào tra cứu. Hy vọng rằng thông qua những hướng dẫn ở trên, các bạn đã có thể thực hiện việc cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng, mất ở bất cứ đâu, bất kỳ lúc nào một cách an toàn, nhanh chóng và hiệu quả. Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn nỗ lực tìm kiếm các giải pháp tiện ích để phục vụ tốt nhất cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
hãy liên hệ số hotline 1900 9068 để được giải đáp, tư vấn và hỗ trợ. Bảo hiểm xã hội Việt Nam, chuyên nghiệp, hiện đại, vì sự hài lòng của nhân dân. Chương trình truyền thông chính phủ điện tử IT Today đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.